Em chào các bác nhá. Trong video tiếp theo lần này thì em sẽ chia sẻ cách trồng lan hoàng nhạn tháng 4 nhá trên chậu gỗ các bác ạ. Trước thì em có một cái video ghép về giá thể gỗ lũa rồi thì em cũng là bây giờ em làm thêm cái chậu gỗ rồi nữa. Cho các bác nào mà mới tập chơi thì các bác xem nhé. Các bác nào biết chơi rồi và các thứ mà thạo rồi thì có thể là bỏ qua video các bác nhá. Thì cái đây là cái chậu gỗ của em này. Cái phôi gỗ này rất là hiếm nhá, nó lõm ở giữa. Nó lõm ở giữa này, mình có thể cho phân hoặc là cho rêu vào giữ ẩm rất tốt nhá. Mình khoan các lỗ này mình đóng đũa ấy, xong rồi gắn cái cây hoàng nhạn cột nó vào cho nó chặt. Đây là trồng bằng gần như là bằng chậu đấy các bác ạ. Đây là những cái lỗ khoan này em đã khoan rất là to rồi này. Đây này. Nó tạo độ thông thoáng rất tốt nhá. Thì gỗ thì em đã xử lý rồi, ngâm nước vôi trong khoảng tuần rồi các bác ạ. Nhưng mà để một đêm thôi đã khô như này rồi. Thời tiết mùa này rất là nắng nóng. Còn đây là cây hoàng nhạn tháng 4. Đây là hoàng nhạn tháng 4 các bác ạ. Lần này thì cái giống của em rất là tốt này. Em cũng xử lý sơ qua nhá. Những cái lá nào là nó dập, nó héo úa, nó vàng thì em cắt rồi. Cái rễ nào nó khô quá thì em cắt rồi. Còn những cái phần rễ này thì nó chưa khô thì các bác đừng nên cắt nhá. Để hạn chế cắt rễ. Dòng dáng hương này hạn chế cắt rễ nhá. Đây ngâm kích rễ như có cái ra rồi đây. Có một cái bắt đầu đâm rễ ra rồi này các bác này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Màu xanh đấy ạ. Nó đâm rễ ra rồi đấy. Đây có mấy cây con này thôi cũng tốn một cái chậu đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành làm luôn nhá các bác nhá. Xem có bao nhiêu cây, 1 2 này. 3 4 này. 5 6 cây. Có mỗi 6 cây thôi. Thì trồng cây to ở giữa trước. Trồng cây nhỏ rìa ngoài sau. Chậu em đã khoan móc sẵn rồi. Bây giờ chỉ việc là gắn cây vào thôi. Đây dùng đũa ăn một lần ạ. Đũa ăn một lần và dùng búa đóng xuống nhá. Tắt chặt các bác ạ. Đây em sẽ buộc cái cây to nhất này vào đây. Dây rút thì buộc nó tiện hơn các bác nhá. Nhưng mà em toàn dùng dây này thôi. Tại vì nhà có cái nào thì dùng cái đấy. Khá lỏng lẻo đúng không? Nhưng mà chỉ cần hai nút buộc thôi là nó chắc chắn rồi. Thì nút kia em sẽ thắt nút lại. Đấy các bác xem, em đã buộc xong một cây rồi, rất là nhanh các bác ạ. Em chỉnh lại cho nó chuẩn chỉ một tí. Đấy, xong một cây rồi. Giờ sang cây thứ hai. Lại quan tiếp. Cái đũa ăn một lần này các bác xử lý qua đấy nhé. Tại vì nó cũng nhiều lấm mốc mà. Cái thứ hai đây. Buộc sao cho nó xó le rồi được, không vướng víu vào nhau.
cái giá thể bằng chậu này thì trồng nó à, trồng bằng chậu ấy thì nó dễ chăm sóc hơn các bác ạ, so với trồng trên gỗ. Cái này mình có thể bón phân và giữ ẩm tốt hơn nhá, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ dễ bị thối hơn ạ. Nó có nguy cơ thôi chứ không phải là dễ, nếu mà mình không tạo độ thông thoáng cho bộ rễ của nó. Cây này nó khá là kém. Có vẻ là lưỡi cưa khả năng khá cùn rồi. Vừa cưa xong các bác đừng sờ tay vào nhá, bỏng chết luôn đấy. Tìm cái phôi gỗ này trên rừng khá khó các bác ạ. Gỗ này cũng không thuộc vào dạng là gỗ nghiến đâu, gỗ trung bình thôi, nhưng mà vẫn trồng ok các bác nhá. Các bác là trên rừng thì tránh cái gỗ lim ra nhá, cái giống như kiểu là cái mùn cưa gỗ lim ấy nó rất là độc, thì đối với cây cũng như vậy. Cứ rảnh rỗi có thời gian này em ghép lan các bác ạ, lên xem lan. Đây là một thú vui rất là tao nhã, thư thái, không có gì là bon chen. Em thì em chơi hàng thường thôi, chứ không chơi hàng ba nhé, nên ra là chăm sóc nó cũng dễ. Mình đi công tác dài ngày thì về nhìn thấy cây nó mọc là sướng lắm rồi các bác ạ. Tự nhiên bẵng đi một thời gian xong rồi về nhìn thấy cây nó mọc, chứ đừng nhìn thấy cây nó tèo mất nhá, tèo mất thì lại buồn. Nhưng mà tỷ lệ tèo của em thì nó cũng không cao đâu, nó vẫn có nhưng mà em khống chế được ạ, hạn chế được. Đây cây này nó ra rễ này, em phải khéo léo, có thể không là cái rễ con của nó ảnh hưởng những cái rễ nó đâm ra này, những cái mầm rễ này. Lan rừng thì trên rừng bây giờ ngày càng quý hiếm các bạn, người ta phải vào rừng sâu đi mấy hôm mới lấy được cơ, nên ra là những cái dòng này mà lấy ở rừng giá bán là khá chát, mà càng ngày càng tăng giá nha các bác nhé. Nếu mà hàng công nghiệp thì em không nói làm gì, nhưng hàng rừng thì đúng là ngày càng hiếm các bác ạ, không phải là dễ tìm đâu. Người đi rừng lấy về xong lại qua tay những người buôn bán đấy ạ, xong rồi mới đến lân mình cũng mất đến nửa tháng rồi, nên cây nó rất là yếu. Các bác có thể kích rễ luôn được, hoặc là các bác phun giải độc B12 cũng được nhé. Em thì em không chăm sóc kỹ được, tại vì mình còn công việc nữa, công việc chính của em không phải là kinh doanh lan nhé. Đây, lan chỉ là một niềm đam mê thôi, mình chơi thôi. Đây, những cái rễ này nó bắt đầu là khô rồi này, nhưng mà nó vẫn tươi nha các bác nhá, nó sẽ đâm dễ lon ra được.
Nhưng mà các bác nhìn xem lá nó rụng hết rồi này, nhìn nó tơi tả cả lá trên ngọn nữa, trông rất là đáng buồn. Lan này thì phải cần có thời gian nha các bác nhé để nó đẹp được. Một chậu trung bình phải mất 2-3 năm nhé, nhanh thì 2 năm, lâu thì 4-5 năm luôn đấy ạ thì nó mới hình thành một cái chậu đẹp được. Nếu các bác là muốn đẹp ngay thì các bác mua hàng thuần sẵn nhé, nhưng mà giá của nó sẽ cao hơn, mình không thể so sánh hàng rừng với hàng thuần sẵn được, tại vì người ta còn mất công người ta chăm sóc nữa, tưới tắm rồi là sâu bọ đủ kiểu thì mới ra được một chậu thuần cho các bác nhé. Đắt hơn một vài trăm thì cũng không là gì đâu ạ. Nếu mình không có thời gian ghép thì mình có thể mua hàng sẵn nhé. Hy vọng là sau 3 năm thì tất cả những cây hoàng nhạn này của em sẽ sống sót và ra hoa, tạo thành một tác phẩm đẹp, tác phẩm đối với em thôi ạ. Còn với những bác khác thì các bác có thể có cách trồng là đẹp hơn. Đây, những cây như này thì rất chắc chắn này các bác này, lá cứng cam nhá, không bị khô héo lá nhá, rễ vẫn đầy đủ này đấy, không bị rớt lá này, không có sâu bệnh này đấy. Để chọn những cây như này các bác ạ. Thi thoảng thì người ta bốc aloso thì người ta đi bốc cho một vài cây như thế thôi. Nhất là giống mà, nhì phân mà. Mình mua giống tốt thì mình sẽ chăm sóc nó dễ hơn các bác ạ. Đây các bác xem, em sẽ phủ rêu ở bên dưới này để giữ ẩm cho nó. Xong một chậu hoàng nhạn, cái nào dài các bác cắt đi cho em nhá, cái đũa ấy, thừa phần nào thì cắt đi. Lỏng lẻo. Em sẽ lấy rêu phủ vào cho các bác xem. Em chỉ có rêu rừng thường các bác ạ. Các bác có thể dấp ướt rêu xong cho vào nhé. Em làm thị phạm thì em lấy rêu khô là em cho vào, mình chỉ cần cho một ít xuống phía dưới này là được thôi các bác ạ. Đây các bác xem, vậy là em đã trồng xong cái cây hoàng nhạn vào giá thể là chậu gỗ nha các bác nhá. Các bác xem có thể tham khảo cách trồng của em ạ. Nếu bác nào có cách trồng nào tối ưu và tốt hơn thì các bác cùng chia sẻ nhé, để comment ở phía bên dưới nhé. Các bác có thắc mắc gì thì các bác cứ comment phía bên dưới ạ, về cách trồng hay là cách chăm sóc các thứ ấy. Thì video này em xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác nhớ like, đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.